đầu thử thách này, người chơi sẽ được bịt mắt và quay vòng tròn 2 lần. Trong tình trạng mất phương hướng sau khi quay vòng, người chơi sẽ phải định vị và tìm thấy một trong 4 quả bóng nhựa được đặt ở những độ cao khác nhau trên sân khấu. Không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc.